bữa nay thu hoạch lúa nhà nè bà con, mình chia sẻ cho bà con. Thì miếng dưới cắt rồi thấy thắt hơn vụ rồi bà con, vụ rồi 40 mấy bao, vụ này có 3 mấy bao à. Rồi để 2 miếng bà kinh này coi như bao, thấy 2 miếng bà kinh này lúa lộn nết hơn ở dưới lúa lộn nhiều lên thắt. Để hồi cắt xong rồi khoảng được như bao. Để hồi lại tổng kết bao đây được như bao bà con, thắt hơn vụ đông xuân rồi. Dư bao dữ rồi. Má dư. Cái gì? Cái này cũng đạt chạy ông ở tụng ngay xe qua 71 chạy lộn luôn ra luôn. Để thấy vụ nào tôi cũng cắt cho ông hết chứ. Có vụ kia là tôi đi ấy với cái ngang là tôi cũng cắt cho ông thôi. Dính luôn hả? Dạ. Chết mẹ không? Để thằng đó trả tiền cho ai? Cái này tôi cũng không biết đâu tờ. Miếng này được 30 bao. Vậy anh công cắt được 15 bao rồi. Má công cắt có 15 bao à, cũng vừa rồi. Công cắt 15 bao. Chứ quà vô Long Sơn rồi 17, 18 bao, vô này có 15 bao. Công